Rồi giới thiệu cái này một chút ha. Ngay đây là cái tóc này, cái cây. Giữa cái cây ha. Cái cây thì nó gồm có thứ nhất là cái place object. Đặt một cây vào, đặt một cây vào. Lựa cây nào đẹp đẹp đặt cho nó có giá trị. Cái này hay lắm, nó có một số nâng cấp cái mới cập nhật. Đặt cái cây vào như vậy. Đó. Rồi. Ví dụ giờ đặt một cái cây. Giờ mình không thích đặt cái cây mà mình đặt một hàng cây. Thì nó có cái nút bên dưới là mass placement, đặt một hàng cây. Thì đây, click từ chỗ này. Click một cái kéo dài qua đây, click cái nữa. Đây ha, đặt đặt đây, click enter cái. Nó enter cái là nó sẽ nhận. Đừng có click enter cái thôi. Đó là sẽ nhận ngay chỗ này. Yeah. Có thể thay đổi nó được nha, thay đổi nó chạy theo. Em đừng có click. Đừng có click enter nó cái thôi. Quên anh click chưa? Em cứ rê qua đây xong enter nó cái, nó hiện lúc này enter là nó sẽ nhận được. Rồi. Ở đây chỉnh nè ha, chỉnh cái này. Number nè, chỉnh số lượng. Số lượng nó có nhảy số đây ha, dù 7 cây. Rồi, cái direction này là xoay. Cái random direction này là xoay ngẫu hứng từng cây. Cái random spacing along này là cái độ xa gần của cây này nó render, nó ngẫu hứng. Cái random offset from line này tức là vẽ một đường line như vậy nhưng mà cái cây này sẽ cắt cái đường line bao nhiêu, nó không có nằm ngay giữa. Rồi, đây là một cây, mình có thể add thêm một cây khác vào. Add thêm một cây khác vào, một loại cây khác vào. Đó. Cái này dùng để rải rất là nhiều cây chẳng hạn. Rồi. Ok, cái là xong. Thì đó là trồng một dãy thẳng, còn giờ trồng một cái dãy cong. Trồng một dãy cong nha. Cũng giống tương tự như vậy, cũng vẽ một đầu ở đây. Để đầu bên đây. Enter một cái. Đừng có click nha. Nếu mình quên click. Enter một cái. Rồi. Lỡ enter. Đây. Đó. Rồi cái này chúng ta có thể làm xong, chúng ta có thể di chuyển nó được. Di chuyển nó kéo đi. Rồi ở đây bấm control, click thêm một nốt nữa, control thêm một nốt. Kéo qua đây. Nó control thêm nốt nữa, kéo qua đây. Control thêm nốt nữa để kéo qua đây. Đó. Đó.